Sơ mi giãn dài cho cái chị mình nha, họa tiết mắt xích rất là lạ mắt luôn ạ. Em này form xề dài và cộng thêm là cái họa tiết xích dọc nên là giúp mình trông gọn dáng hơn. Rồi hôm nay giảm giá nha, 199.000 đồng cho khách nào, cho khách của em ngày hôm nay. Lưu ý là trong like thôi, ngoài like chị nào đặt đơn vẫn sẽ là 450. Em sẽ dành ra thời gian sale là 4 phút nha cả nhà, tranh thủ đặt sớm. Vô tình mình có xem trúng like của em rồi thì làm sao ạ? Bình luận cho em ngay mã số sản phẩm. Đầm em mặc đây có mã là 1464 và nhớ kèm số điện thoại để bên em có thể là liên lạc cho mình tư vấn size nè, chừa size cho mình rồi còn hẹn ngày giao để các chị yêu nha. Hello chị Nguyễn Yến ạ. À, dạ đúng rồi chị yêu ơi, váy em mang là sơ mi, đầm sơ mi nè, đứng xa sợ mình không thấy cái cổ áo nè, đây cổ áo sơ mi nha cả nhà ơi, mình đi làm mặc được mẫu này nè, đi chơi đi tiệc các chị mang cũng đẹp cho em nữa. Form sẽ là form xòe dài 1m6, như em thì em mặc là nó đã phủ qua gối rồi đó, ngang tầm bắp chân rồi, mình thấy không, không có sợ ngắn nha. Mang kèm hai túi hai bên cho các chị yêu luôn ạ. 199.000 với chị ơi, rẻ không, đẹp rẻ là phải chốt đơn liền, tại vì chị nào cũng muốn săn sale hết trơn á, thấy cái đầm mà giảm giá một cái là em nó đi hàng nhanh cực kỳ luôn. Giá bình thường em bán là 450, riêng hôm nay chỉ có 199 nè. Các chị thấy cái giá rẻ như thế này mình phải tranh thủ đặt sớm cho em nha, để tầm thêm vài ngày nữa thôi. Những cái sản phẩm mà em đã sale rồi nha là tầm vài ngày nó hết hàng, lúc đó mình hỏi là em chưa chắc là còn sai đâu. Em chào chị Ngọc Trinh nè, đây sau lưng khóa kéo nè, bố 64 nha cả nhà ơi, sau lưng khóa kéo ẩn nha, bên trong có kèm lót mà không lo bị mỏng luôn ha. Cái đầm này em có dây thắt eo nữa nè, trời ơi mẫu này của em nhìn cái sợi dây eo này nha, thấy nó nhỏ nhỏ thôi chứ nó có mỏ đó. Nếu như cái chiều mặt hơi rộng nha, mình chỉ cần thắt nơ lại giống em đó là nó sẽ vừa y cái dáng người của mình, mà không cần phải đi bóp eo hay là mua kèm mắt lưng hay là phải đeo thêm cổng tắc lưng khác gì hết trơn á. Riêng mẫu váy này có sẵn dây rồi, mặt rộng cứ cột vô cho em ha, thắt cái nơ phía sau hoặc thắt cái đầu phía trước cũng được nha. Dạ ok chị Thúy có đơn ạ. 65 cân đo eo cho em đi, eo đầm này dưới khoảng là 85 mình chốt là đẹp nha, lá ở trong rồi không có mỏng. Em mang là 7 chiếc phông 1464 em mặc nè, đây lá bên trong mình thấy không, bên trong đứt lót thun cô tông cho mình không có sợ mỏng nha. Chốt chị Lan Anh 1464 ạ. Còn bay kèm túi rồi nè, rồi bình thường 450 mà mấy chị, sơ mi nha, đầm thiết kế bên em thời trang trung niên và hàng là của nhà em may luôn, tem mạc nhãn mát đầy đủ cho các chị mình, nhận hàng là hàng mới 100%, còn được kiểm tra trước thanh toán nữa. Mẫu váy này của em không kén dáng mọn đâu, tròn người ở người mặc được hết. 199.000 đồng cho chị Ngọc Vân có đơn luôn ạ. 57 cân lấy cho em mẫu này size XL, nếu eo của mình dưới tầm mà 78 nha, eo tầm dưới 78 chứ đấy lò cho em, còn eo từ 79 đến khoảng là eo 84 thì mình đặt cho em là size 2X nha, tùy vào số đo mỗi chị nữa. Dạ mình cứ coi livestream nè chị Ngọc ơi, mình thấy em mặc sao là em giao vậy á. 1464 nha, kèm cho em cái số điện thoại nữa là được ạ. Khoảng tầm 2 đến 4 ngày sau khi các chị đặt đơn mình sẽ nhận được hàng nha. Em chào chị Nguyễn Hằng, tại vì váy cho em may sẵn rồi, mình lên đơn xong á là em sẽ gọi tới em chọn size đó, tư vấn size rồi em xin địa chỉ em giao hàng, nay đặt xong đúng không, nay lên đơn là ngày mai em đặt đóng gói em bàn giao vận chuyển rồi, thì thường 2 đến 4 ngày là các chị sẽ nhận được nha. Có 4 size chị Bích Hảo ơi, ML, XL và 2X luôn ạ. Sơ mi mắc xích mã số là 1464, em này có cái họa tiết vừa sang mà lại không lo đụng hàng luôn á. Nói chung là những cái họa tiết này mình mặc cũng không có sợ lỗi thời đâu, mặc hoài cho em, mặc quanh năm, mặc suốt tháng luôn cũng được nha. Em này sống về là mùa nào trong năm các chị mặc cũng được, có cổ nè, có tay form váy dài và có luôn cả dây thắt eo nữa. 199k nha cả nhà, tranh thủ đặt đơn luôn. Ngoài livestream em bán là 450.000, hôm nay chị nào đặt đơn giá 199.000 đồng, ưu đãi rất là rẻ luôn. Bình luận cho em mã số là 1464 và kèm số điện thoại nha cả nhà.